thành phần trắng da và thành phần makeup nữa, cho nên là đi đâu thì cũng phải đánh chút chút lên, lại thơm nữa, khỏi chịu thơm, khỏi tốn. Khỏi tốn như thơm luôn mọi người, thơm quá. Đó, thấy chưa? Trắng tự nhiên. Bên đây nè, chưa đánh nè. Đắm vô là mọi người sẽ thấy trắng rất tự nhiên luôn. Thôi gần, đừng gần quá, không cần gần. Gần quá, trắng quá. Trắng quá. Nó trôi. Nó xa xa cho mọi người dễ thấy đó, mọi người thấy không? Đánh thấm nhanh luôn, đi ra đường không có sợ chảy mồ hôi rồi nó tuột tuột giống như những cái kem khác. Đó, kem mà chỉ độc quyền nhà Thu Thủy thôi. Thôi được rồi. Rồi, ok. Thơm thiệt trời. Thơm quá luôn, thật sự luôn nè, hai tay nè mọi người thấy không? Mịn, mịn màng, trắng nhẹ nhàng luôn. Rồi. Xinh xắn hơn là nè. Cười. Ha, con biết cười luôn, đừng có gần quá nha. Rồi, đây nè, đi nè, đi chung nè. À, lên nè, đây mà chuẩn bị chụp hình nha. Rồi, mọi người ơi, ở nhà Thu Thủy mọi người thấy không? Đó, chuẩn bị cây hoa nè. Hoa rồi giỏ quà Tết nè, rất là xinh xắn nha mọi người. Bên đây là có mấy cái bánh tét giả nha mọi người. Còn bánh đây mới dễ thương nè mọi người. Bên đây nè có bánh chưng nè, có dưa hấu nè. Đó, quay xa xa ra có cái đầu lân nữa. Dễ thương không mọi người? Giờ em đây sẽ xem coi chụp hình nhà Thư Thủy, chụp hình bộ hình Tết cho báo sẽ như thế nào nha. Lên nè, lên nè, có nhìn đó đó, có nhìn mọi người nè. Lên nè, lên nè, có nhìn bên đây. Ơ, nhìn mẹ hả? Mọi người thấy em bé Henry đẹp trai không mọi người? Rất là Hàn Quốc anh em nè, dễ thương lắm. Ở nhà Henry biết trông em bé, biết phụ em bé, giữ em bé nè, rồi biết dỗ em bé nữa. Nói chung là ra dáng anh hai lắm nha. Nhưng mà mọi người thấy hôm nay mà Lana được kiểu là trộm vía bầu bỉnh như vậy là phải cảm ơn Kim rất nhiều, vì đêm nào cũng thức cho Lana bú hết. Còn mẹ Thủy là trách nhiệm là giữ Henry. Ba ơi, ba có mệt không? Không. Không, mệt quay mặt ra chào mọi người nè. Bây giờ chưa thấy ba luôn. Đánh lên. Ba kỳ lắm, bình thường rất vui, rất hài hước, nhưng lên hình thì rất đơ. Đó, chỉ nói một câu hello hết. Giống như là không có quen trước ống kính mọi người ạ. Trời ơi, con ơi, con nè, con quay cảnh này đi. Sờ sờ cái này đi. Bấm 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 bấm. À, dễ thương kìa, thích kìa. Bấm 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 bấm. Quay xa xa thì thấy cái dáng của em dễ thương nè. Lana được 4 tháng hơn rồi nha mọi người, gần 5 tháng rồi. Em bắt đầu bật răng và chảy nước dãi rất là nhiều. Nước miếng. Chảy nước miếng rất là nhiều luôn. Nhưng mà được cái là lúc nào cũng thích cười và nói chuyện nha mọi người. Đó, thấy chưa? Em nói chuyện nhiều lắm. Chào mọi người đi. Ồ, chào đó. Em chào mọi người đi. Hôm qua là Thủy với lại Henry đi ra chợ mua mấy cái này để về cắm nè. Hôm là 29 Tết là ngày để đưa ông bà về, cho nên là nhà đình Thủy sẽ trang hoàng tí xíu và có nấu một bữa cơm chay để cúng đưa ông bà về đây. Thì Tết năm nào thì gia đình Thủy cũng sẽ sum vầy như thế này, và cũng ngay đúng mùa dịch. Mọi người thấy là dịch đã đến, Covid đã đến rồi, cho nên là đa phần là các show cũng đã bị hủy hết, nên là Thủy cũng có thời gian nhiều để dành cho gia đình. Hả? Rồi con ơi. Dạ. Hôm qua con đi mua cái này, con lửa này cho mẹ hả? Con thích cái pháo này hả? Dạ hết. Dễ thương ha. Rồi giờ con treo lên đây, mẹ chỉ con treo nè. Dạ. Treo lên nè, treo lên đây. Rồi con treo nữa đi, treo đi, treo nè, mẹ cho con treo đó. Rồi mẹ chỉ đây nha, mẹ chỉ đây, con treo đây thử nào. Treo lên nè. Rồi, treo nhẹ nhẹ nha, đúng rồi. Rồi, bên đây nữa. Cái chỗ nào nó chặt ở dưới này. Rồi, ok. Đẹp không mọi người, không khí rất là Tết luôn nha. Rồi, rồi. Ta chưa có chụp hình mà con ngồi con diễn luôn á. Trời ơi, nó thích ăn đó kìa. Henry, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Thích ăn kìa. Trời ơi, em thích
anh quá trời luôn kìa. Ôi nhìn cái áo của anh nó khoái. Trời. Đừng liếm đi, liếm đi, liếm đi. Không có liếm, ta nhìn cái áo người ta khoái không ơi. Ôi dễ thương quá mọi người ơi. Ôi trời ơi dễ thương quá. Ốc bú bú bú. Hai ơi. Dạ. Hôm nay con chụp hình là lần thứ mấy rồi? Lần thứ... Nhiều lần. Nhiều lần. Trời ơi, nó cười, nó thích kìa. Rồi bây giờ bắt đầu vô cảnh chụp hình nha mọi người ơi. Yeah. Rồi. Nè con nè, bỏ vô. Cứ vô vui đi nha, cứ để bắn liên tục về còn chọn anh. Mất mặt chị đó. Cười đi. Kìa con chơi với em đi, chơi với em đi. Nóng đầu ăn kìa. Đó. Đừng có che mặt Harry. Con che. Đó, là ngày hôm nay là chị sẽ mua thêm mấy cái dưa hấu, bánh tét, bánh chưng đồ. Hơi giả trưng xíu nhưng mà dễ thương mọi người. Đó, mình mua nguyên một cái miếng vàng. Cục vàng to nha bá, ước gì thành vàng thiệt nha mọi người. Để anh chi? Để cho nhà mình nó có lọc bánh, lọc bánh nè, bánh gì nha mẹ? Bánh chân. Rồi, đây là mua cho la cho Henry nha. Henry là khoái cái đầu lân này lắm nè Henry. Đó, để cho cái khăn nhà mình có con nít đó, có ông lân là dễ thương lắm nè. Con có thích không? Thích. Tinh tinh con nhìn TV gì bà? Nhìn mẹ nè, nhìn sơ ít hết thôi, quay được phim này nè. Mặt chị ơi, chị hơi nghiêng qua ảnh sẽ đi đó đúng không? Chị có mệt, chị sợ hai đứa nó mệt nữa nè. Tại 12 giờ mấy mình mọi người quay đồng hồ, mình 12:20 rồi đó mọi người. Chị ăn chưa luôn. Lana mệt rồi mọi người, phải cho Lana ngủ rồi. Bình sữa nha, ra bình sữa cho em nha. Em mệt, em buồn ngủ, em đói bụng rồi. Cái bình sữa đây đâu? Em đói bụng nè. Em đói bụng rồi. Em đi nghỉ thôi. Rồi. Chị ơi, cái này chị mua ở đâu? Chị mua ở trên mạng á em. Giờ không có thời gian là bút trên mạng ship về thôi. Con ơi, phụ mẹ để mấy cái tét lên. Ba đang chăm em bé ở bên trong rồi. Cái đó bên đó, bên đó. Chấm mặt rồi, qua đây. Con phụ để đây nè. Rồi, để bên đó đi, Henry để bên đó. Rồi, con để bên đó lên. Trời ơi, bạo lực quá nó rồi, nhẹ nhàng thôi. Cái gì nữa mẹ ơi? Cái gì nữa? Ok, xong. Yeah. Và hôm nay thì Thủy sẽ cuốn một ít đồ chay để mời ông bà về. Đó, tại vì ông bà thì rất là thích đồ chay cho nên là ngày hôm nay Thủy sẽ làm mấy món đồ chay như là nấm xào nè mọi người, rồi thịt này là giống như là thịt sườn nướng nè, rồi đây là thịt heo quay và canh chua á, thì đơn giản vậy thôi. Rồi.